Trung Quốc phóng phi thuyền không người lái đầu tiên lên mặt trăng và sẽ trở về trái đất. Trung Quốc đã phóng một phi thuyền không người lái mà lần đầu tiên trong chương trình không gian của nước này sẽ bay quanh mặt trăng và trở về trái đất. Phi thuyền không người lái đã được phóng đi vào sáng sớm thứ Sáu từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên thuộc vùng Tây Nam Trung Quốc. Chuyến bay kéo dài 8 ngày nhằm mục đích thử nghiệm công nghệ sẽ được sử dụng trong một phi vụ được hoạch định cho năm 2017 để thu thập các mẫu từ bề mặt của mặt trăng. Tân Hoa Xã cho biết, phi vụ mới nhất sẽ thu thập dữ liệu, thực nghiệm và xác nhận công nghệ để tàu vũ trụ trở về trái đất. Trung Quốc đã phóng hai phi thuyền thám hiểm vào quỹ đạo của mặt trăng. Năm ngoái, Trung Quốc đã cho một cỗ xe hạ cánh xuống bề mặt của mặt trăng. Không có phi vụ nào được hoạch định để trở về trái đất. Bắc Kinh hy vọng một ngày nào đó có thể theo chân Hoa Kỳ để trở thành quốc gia thứ nhì đưa con người lên mặt trăng. Trung Quốc cũng có kế hoạch thiết lập một trạm không gian thường trực trước năm 2020.